Quý vị thân mến, vừa qua Phật giáo nước Cộng hòa Dân chủ Kamakhia, Liên bang Nga đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Chùa Vàng Thích Ca, tu viện trung tâm của đất nước này. Tại buổi lễ, Ngài Thelo Tunku Rinpoche, vị lãnh đạo Phật giáo tối cao của Kamakhia, bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả cá nhân và tổ chức đã bảo trợ cho tu viện trong suốt 15 năm qua. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời tri ân đến các vị tổ sư, chư tiền bối hữu công đã có đóng góp lớn cho việc kiến thiết ngôi tu viện trung tâm này và nhiều ngôi chùa Phật giáo khác tại đây. Đại diện các cơ quan của chính phủ đã đến tham dự và chúc mừng cộng đồng tu sĩ và cư sĩ Phật giáo nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động. Cuối buổi lễ, Ngài Thelo Tunku Rinpoche và Anja Gelon, chủ trì tu viện Chùa Vàng Thích Ca, trao tặng chứng nhận tuyên dương công đức và kỷ niệm chương đến chư tăng người phục vụ và đóng góp cho tu viện trong những năm qua. Cuối buổi lễ, trụ trì tu viện Chùa Vàng Thích Ca đã trao tặng chứng nhận tuyên dương công đức và kỷ niệm chương đến chư tăng người phục vụ và đóng góp cho tu viện trong những năm qua. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, còn có các buổi công chiếu bộ phim về hoạt động của tu viện và biểu diễn vở kịch Ngài Milarepa, Con đường đi đến chân lý. Tu viện Chùa Vàng Thích Ca, tọa lạc tại thủ đô Elista, được xây dựng vào năm 2005 và là tu viện Phật giáo lớn nhất khu vực châu Âu.